Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành công điện số 8712 ngày 17 tháng 11 năm 2024 về việc ứng phó với bão Manji gần Biển Đông. Cụ thể, đề nghị các bộ ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, quản lý các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm tàu thuyền, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát xa hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Các cơ quan thông tin đại chúng từ trung ương đến địa phương tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của bão đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, hiệu quả. Các bộ ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó diễn biến của bão. Liên quan tới cơn bão này, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào khoảng sáng ngày 18 tháng 11, siêu bão Manji sẽ di chuyển vào Biển Đông, trở thành bão số 9 ảnh hưởng đến nước ta trong mùa bão lũ năm 2024. Thời điểm bão Manji di chuyển vào Biển Đông cũng là lúc Biển Đông chịu tác động của một đợt không khí lạnh mạnh. Tương tác của không khí lạnh và bão Manji sẽ làm cho cường độ và hướng di chuyển của bão sẽ có nhiều thay đổi. Điều lưu ý nhất lúc này đó là tương tác của không khí lạnh và bão Manji sẽ làm cho thời tiết của khu vực Biển Đông trong những ngày tới sẽ rất xấu, gió mạnh, sóng cao và biển động, và diễn biến của cơn bão Manji này sẽ còn nhiều thay đổi, cần phải theo dõi sát thông tin. Thưa quý vị, vào ngày 17 tháng 11, ông Vũ Ngọc An, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai cho biết đã có báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về tình hình khắc phục ban đầu sự cố sụt lún thủng đập thủy lợi Ia Ring, huyện Chư Sê. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Chư Sê xác định 5 xã vùng hạ du gồm Ia Tiêm, Ia Glai, Chư Pơng và Ia Pai bị thiệt hại hơn 490 triệu đồng. Trong đó, xã Jun bị thiệt hại nặng nhất với khoảng 270 triệu đồng, gồm trôi hồ cá 1.000 m² trị giá khoảng 70 triệu đồng. Kênh thủy lợi Chuanyang bị sói lở lủng vào khoảng 300 m, hiện thiệt hại vào khoảng 200 triệu đồng. Còn xã Ia Glai bị trôi lúa, ao cá, máy bơm, thiệt hại hơn 130 triệu đồng. Xã Ia Tiêm 29 triệu đồng và xã Ia Pan thiệt hại khoảng 24 triệu đồng. Sau khi sự cố xảy ra, đoàn công tác của Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã vào hiện trường hỗ trợ, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi tỉnh. Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai kiểm tra thân đập thủy lợi Ia Ring. Đoàn đã vào trong hành lang cống dưới đập từ phía hạ lưu trở lên phía thượng lưu cống, nhưng chỉ kiểm tra được khoảng 60 m trong cống. Ở khu vực này chưa phát hiện trạng hư hỏng, còn lại khoảng 30 m về phía thượng lưu cống xuất hiện bùn, đất lấp đầy gần hành lang nên không kiểm tra đánh giá được. Do vậy chưa xác định được nguyên nhân ban đầu do rỉ nước. Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện áp cao lạnh lục địa đang tăng cường xuống Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ mạnh dần lên mức trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ hoạt động ổn định. Cơ quan khí tượng nhận định sau đợt mưa diện rộng kéo dài vài ngày vào khoảng cuối tháng 11, khả năng phần lớn khu vực Nam Bộ sẽ kết thúc mùa mưa và bắt đầu bước vào thời tiết của mùa khô. Trong khoảng từ 3 đến 10 ngày tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường sâu hơn xuống phía Nam. Vào khoảng ngày 20 đến 21 tháng 11, đợt tăng cường này của không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh. Đây có khả năng sẽ là đợt ảnh hưởng mạnh nhất của không khí lạnh đến thời tiết Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh kể từ đầu mùa gió Đông Bắc đến giờ. Trong những ngày giữa tháng 11, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh phổ biến ít mưa hơn so với tuần đầu tháng, hầu hết chỉ có mưa vài nơi đến rải rác với lượng mưa hầu hết không lớn, kéo dài trong 1 đến 2 ngày rồi trở lại thời tiết không mưa trên toàn bộ khu vực. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Nai, trong tuần vừa qua, từ ngày 8 đến 14 tháng 11, số ca mắc bệnh sởi trên địa bàn tỉnh ở mức cao với 447 ca. Đây là tuần ghi nhận số ca bệnh sởi cao nhất từ năm 2024 cho tới nay. So với tuần trước đó, số ca bệnh sởi tăng 98 ca và tăng 447 ca so với tuần cùng kỳ năm ngoái. Số ca mắc tăng ở 8 trên 11 huyện, thành phố, trong đó tăng nhiều ở Xuân Lộc, Tân Phú, Long Thành, Vĩnh Cửu, Biên Hòa. Cộng dồn từ đầu năm 2024 cho đến nay, toàn tỉnh ghi nhận gần 1,9 ngàn ca mắc bệnh sởi. Trong khi đó, cùng kỳ năm 2023 chỉ ghi nhận 3 ca. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, hiện vẫn còn dư 20.000 liều vaccine sởi để tiêm miễn phí cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi. Vì vậy, những gia đình nào có con trong độ tuổi chưa tiêm vaccine sởi hoặc chưa tiêm đủ 2 mũi, cần phải đưa trẻ đến trạm y tế nơi cư trú để được tiêm chủng. Và trước diễn biến phức tạp của dịch sởi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện về công tác tăng cường phòng chống dịch sởi. Như chúng tôi đã thông tin trong các bản tin gần đây, dịch sởi đang diễn biến phức tạp trên cả nước. Trước thực trạng này, đầu tháng 11, Bộ Y tế quyết định cho phép thành phố Hồ Chí Minh trích ngừa vaccine sởi cho trẻ từ 6 tháng tuổi thay vì 9 tháng như quy định trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Đây là quyết định mang tính bước ngoặt trước tình thế cấp bách và Bộ Y tế cũng đang xem xét có thể cho phép những địa phương có nguy cơ cao hạ độ tuổi tiêm sởi cho trẻ. Tại miền Bắc, hai địa phương đang có dịch sởi diễn biến phức tạp đó là Hà Nội và Thanh Hóa. Trẻ mắc sởi khi mới 6, 7 tháng tuổi, thậm chí 2 tháng tuổi, đối diện với nguy cơ gặp biến chứng và chuyển nặng. Chính vì vậy, các cháu được chuyển lên tuyến trên điều trị. Cũng muốn là chờ đến ngày bạn ấy tiêm được đủ 9 tháng để tiêm phòng sởi, thì vì năm nay là cái bệnh sởi cũng rất là nhiều để bảo vệ cho con, nhưng mà chưa kịp tiêm thì bạn đã bị sởi rồi, mắc sởi rồi. Mà cái quá trình điều trị thì cũng hơi dai dẳng và kéo dài. Đây là hơn 6 tháng ạ. Bé ở nhà có biểu hiện là sốt ạ. Hiện tại thì là bé ngắt cơn sốt rồi ạ. Tôi cho vào bệnh viện Hà Nội ạ. Nhi Hà Nội thì bác sĩ cho đi làm cái PCR sởi. Thì chiều tối hôm ấy là con dương tính với sởi ạ. Thì lúc ấy là các ban của con cũng đã mọc lên hết rồi. Và vành tai rồi mặt rồi bụng. Thì chắc chắn đến lúc ý xét nghiệm ra sởi để làm bác sĩ chắc chắn là bị sởi rồi ạ. Những ngày gần đây, các bệnh viện từ tuyến tỉnh đến tuyến trung ương liên tục tiếp nhận bệnh nhi nhiễm sởi dưới 9 tháng tuổi. Theo các chuyên gia, thực trạng này đang cho thấy miễn dịch mẹ truyền sang con đã suy giảm, đe dọa sự an toàn của trẻ. Bộ Y tế cần có những giải pháp kịp thời để phòng chống dịch sởi trong giai đoạn này. Thường thì đối với các bệnh nhân chúng tôi thường là dưới 9 tháng, vì ở độ tuổi đấy thì bệnh nhân gần như là chưa có được tiêm mũi sởi. Phần lớn thì sau khi chúng ta tiêm chủng thì sẽ có được cái kháng thể sinh ra để bảo vệ cho trẻ. Còn nếu như mà trẻ chưa tiêm chủng thì một số trẻ sẽ có kháng thể từ mẹ sang. Tuy nhiên nếu như mà khi mà cái đứa trẻ nó lớn dần lên và cái hiệu quả bảo vệ kháng thể nó giảm dần đi thì đứa trẻ có thể mắc sởi. Và phần lớn thì chúng tôi gặp là các bệnh nhân là chưa tiêm vaccine. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, vaccine sởi đơn giá có thể tiêm cho trẻ em từ 6 đến dưới 9 tháng tuổi trong các vụ dịch như là một biện pháp chống dịch tăng cường. Mũi vaccine sởi này được xem như là mũi sởi không và sau đó trẻ vẫn tiếp tục được tiêm chủng 2 mũi vaccine sởi theo lịch của chương trình tiêm chủng mở rộng vào lúc 9 tháng tuổi và 18 tháng tuổi. Các chuyên gia y tế trong nước và quốc tế khuyến cáo Bộ Y tế nên hạ độ tuổi tiêm vaccine sởi ở những địa phương đang có nhiều trẻ nhiễm như Hà Nội, Thanh Hóa, chứ không riêng gì thành phố Hồ Chí Minh. Và sởi thì rất dễ lây lan và có thể gây ra khuyết tật suốt đời hoặc thậm chí tử vong, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Khi mà cái miễn dịch từ mẹ mà truyền cho con ấy thì nó bị giảm dần và có thể mất đi, nhất là trẻ em mới sinh. Đây là một cái bước rất quan trọng để Việt Nam có thể là có chính sách tiêm chủng phòng bệnh sởi cho trẻ em từ 6 tháng tuổi tại các cái khu vực bùng phát dịch bệnh, và nhờ cái việc đó thì nó có thể là sẽ có sinh miễn dịch và sẽ bảo vệ cho trẻ em khỏi bị sởi. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, nhiều quốc gia cũng đã hạ độ tuổi tiêm sởi xuống 6 tháng tuổi, thậm chí 4 tháng tuổi khi dịch bùng phát. Bộ Y tế đang xem xét có thể cho phép những địa phương có dịch bùng phát trích ngừa vaccine sởi cho trẻ từ 6 tháng. Có thể sẽ căn cứ vào cái tình hình dịch cụ thể của các tỉnh, thành phố. Bộ Y tế sẽ có những cái chỉ đạo và những cái hướng dẫn riêng cho các tỉnh, thành phố để triển khai tiêm cho các nhóm đối tượng thấp hơn cái độ tuổi trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Một cái nghiên cứu tổng quan có hệ thống từ năm 2015 của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy là việc tiêm chủng vaccine sởi cho trẻ dưới 9 tháng tuổi là an toàn và hiệu quả. Cái tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh cho nhóm tuổi này thì đã đạt từ 60 đến 85% và nghiên cứu trên hơn 2.000 trường hợp trẻ thì cho thấy là không gặp những cái trường hợp phản ứng nghiêm trọng nào sau tiêm. chỉ gặp những cái trường hợp phản ứng thông thường như là sốt, sưng đau tại chỗ tiêm. Trong các trường hợp mà dịch bệnh lan rộng ở nhiều tỉnh thành như thế này thì cái việc mà chúng ta giảm cái độ tuổi tiêm chủng cho các em bé mà chúng ta gọi đây là tiêm chống dịch cho cái lứa tuổi mà từ 6 tháng cho đến 9 tháng thì tôi nghĩ rằng đó là một cái chủ trương mà hết sức phù hợp và sẽ giải quyết sớm được cái tình trạng mà các cái mầm bệnh lan tràn ở trong cộng đồng là một, và thứ hai nữa là giảm cái số em bé mắc ở cái độ tuổi mà từ 6 tháng đến 9 tháng tuổi. Nghiên cứu của WHO đã chứng minh trẻ 6 tháng tuổi được chích ngừa vaccine sởi tạo được miễn dịch khá tốt. Cùng với đó, vaccine cũng khá an toàn ở trẻ nhỏ dưới 9 tháng tuổi. Bộ Y tế khuyến cáo các gia đình có con nhỏ cần lưu ý theo dõi, phát hiện con mắc sởi để điều trị kịp thời.